Hôm nay quý thầy có cái duyên sang đây gặp tất cả quý Phật tử nam nữ, như vậy cũng là đông đảo đó, thì quý thầy rất là hoan hỷ, nhất là biết Phật tử ở bên này xa xôi mà vẫn có cái tâm quý mến Phật pháp, ham tu hành. Đó là cái điều quý thầy rất là mừng. Vậy hôm nay vì cái lòng yêu cầu của quý Phật tử cho nên là quý thầy có ít lời gọi là nhắc nhở trên đường tu hành cho Phật tử nhớ hiểu ứng dụng cho đúng với cái ý nghĩa của người Phật tử tại gia. Thì buổi nói chuyện hôm nay với cái đề tài là cái vui nào là tạm bợ, cái vui nào là chân thật, để quý Phật tử thấy chúng ta tu theo Phật là tìm một cái nguồn vui chân thật, chẳng những cho hiện tại mà kể cả mai sau nữa. Như vậy, trước khi muốn nói cái vui chân thật thì dẫn những cái vui tạm bợ cho quý Phật tử thấy. Tất cả quý Phật tử thường thấy ở thế gian có những cái gì là vui? Đi coi đá bóng vui không? Vui. Mà vui đó là tạm bợ hay chân thật? Đó nghĩa là vui tạm bợ mà vui trong cái khổ, phải không? Hai bên, bên thắng thì vui, bên thua là khổ. Như vậy mà chỉ vui trong một hai tiếng đồng hồ, phải không? Đó mà người ta đùa nhau dẫn nhau đi xem đầy cả sân. Như vậy ta tìm cái vui mà cái vui vừa là tạm bợ mà vừa là cái vui trong đau khổ. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, quý Phật tử khi nghĩ rằng mình đi xem ca nhạc có vui không? Xem nghe ca nhạc có vui không? Vui. Mà cái vui đó nó là nhất là coi những cái màn trình diễn trên sân khấu. Thì trình diễn trên sân khấu mà mấy cái diễn viên ấy khéo léo thì trong đó cũng có cái vui mà họ cũng có khổ, phải không? Ai trình diễn khéo tới vui thì mình cười, tới khổ thì sao? Mình khóc. Như vậy trong cái vui đó có cái khổ không? Cũng có cái khổ ngầm ở trong đó, nó là cười theo người ta rồi khóc theo người ta, phải không? Đó là cũng vui trong cái khổ. Và hơn nữa là mình phải tốt tiền cái trước, phải không? Đó là hai cái điều chưa phải thật vui, nhiều lắm kể không hết. Ví dụ những người có tiền lại sòng bạc, đánh bạc vui không? Vui không? Khi đánh bạc họ cũng nói đi chơi cho vui, phải không? Đó. Nhưng mà cái đó có vui thiệt không? Vui cũng vui trong cái khổ. Nếu người thắng thì cười vui, người thua thì chùi nước mắt, phải không? Đó mà ai thắng hoài được, kỳ này thắng thì kỳ khác phải thua, thì cái vui cái khổ nó liên miên không có thiệt vui. Đó. Rồi thí dụ như quý Phật tử nghe nói những cái tai quyền ăn cử phách mà đấu võ, có thích đi coi không? Coi vui không? Cái đó vui không? Cái vui đó hơi đau đớn mà, thấy không? Một người này đánh người kia ngã xuống mà mình vỗ tay nở nào, phải không?
cái người ngã xuống lẽ ra mình đỡ không hết thì còn vỗ tay đó, mới thấy nè, cái vui của thế gian vui trong cái đau khổ, chứ không có cái vui thật, mà người đời cứ chạy theo cái đó. Người biết đạo thì phải thấy rõ cái vui nào thật thì mình tìm, cái vui nào giả thì mình tránh. Vì tránh những cái đó, có khi cái vui của mình mà nó là cái khổ của người. Như vậy thì mình nỡ nào mà vui? Lòng từ bi không cho phép mình cười khi người khác khóc, phải không? Nếu người ta khóc mà mình cười á, thì mình có từ bi chứ? Chắc không có thương chút nào hết. Cho nên cái người Phật tử chúng ta biết rồi, chúng ta phải tìm cái vui chân thật, không nên tìm cái vui tạm bợ. Đối đãi khổ vui lẫn lộn đó, đó là kể qua một ít việc. Còn Phật tử, nhất là Phật tử nam, có thích đi coi đá gà không? Đá gà vui không? Cũng vậy, mình đi coi con vật nó giết nhau, phải không? Mà mình vui thì cũng là cái vui tàn nhẫn, chứ không phải cái vui đạo đức. Đó là để kể sơ qua những cái trò vui của thế gian, không có phải thật, không phải là đạo đức, mà chúng ta vẫn bị nó lôi cuốn rồi vui đùa với họ, khiến cho cái cuộc đời lúc nào cũng cái khổ đau bên cạnh cái cười vui của người này người nọ. Cho nên nói tới Phật tử thì nói tới người trí tuệ, người từ bi. Mà có trí tuệ, có từ bi thì không nỡ tìm những cái vui tạm bợ đau khổ ấy. Đó, bây giờ trở qua cái vui nào là cái vui chân thật. Cái vui chân thật mới nghe đó, thì Phật tử sẽ thấy không có vui gì hết á. Thí dụ quý Phật tử bước chân vào Phật pháp, Phật dạy giữ năm giới, giữ năm giới có vui không? Buồn thiêu à. Nhưng mà thực tình đó là cái nền tảng, đó là cái cội gốc đem sự an vui lại cho mình. Đó, mình không có cái tâm giết hại ai, không giết hại người ta thì mình có được bình an không? Mà cái bình an đó mình chẳng những không giết hại mà cũng không khuyên, không xúi bảo ai giết hại, thì như vậy mình bình an, chung quanh mình được bình an. Như vậy cái vui là lúc nào con người mình không hồi hộp, không lo sợ ai hại ai giết mình, phải không? Còn nếu mình sống mà cứ lo sợ người này trả thù, người kia hại mình, thì sống nó có vui, phải không? Như vậy thì bình an trước mọi người, không sợ ai thù quá, không sợ ai giết hại mình, có phải là cái vui không? Vui lặng lẽ mà chân thật đó. Rồi không trộm cướp có vui không? Mình không trộm cướp thì lòng mình không có sợ ai hết, thấy mọi người mình không có một chút gì ngại ngùng e sợ, mà tâm mình lại thẳng như tự tại, thì đó là cái vui là cái gì? Rồi không tà dâm có vui không? Qua bên xứ này, cái vấn đề này tà dâm á là một vấn đề hơi quan trọng. Sẵn nói chuyện với Phật tử, với thầy nói cái sâu sắc của cái bệnh đó cho quý Phật tử thấy. Chúng ta là người Á Đông, cho nên tinh thần Á Đông là tôn trọng cái hạnh phúc gia đình, xã hội được tốt đẹp gốc từ cái gia đình tốt đẹp. Mà gia đình tốt đẹp là từ những cá nhân biết bảo vệ cái hạnh phúc chung thì mới tốt đẹp. Như vậy thì mình muốn cho gia đình tốt đẹp để đưa tới cái xã hội tốt đẹp, thì đó là một vấn đề
hết sức là hệ trọng. Bởi vì nếu người đời cứ nghĩ rằng mình làm theo ý riêng mình, thỏa mãn sự mong mỏi ham muốn của mình mà không nghĩ tới người bên cạnh mình, chung quanh mình, thì cái đó là cái vui ích kỷ, phải không? Và chính cái ích kỷ đó đưa đến một cái tai họa cho rất nhiều người. Ngày nay như vừa rồi thầy có nghe một vài Phật tử kể chuyện, có nhiều bà Mỹ thuật lại rằng tôi ba đời chồng, năm đời chồng, vân vân. Nhưng mà ba đời chồng, năm đời chồng rốt cuộc rồi già ở mình đó. Thì quý vị thấy như vậy là hạnh phúc ở chỗ nào? Kỳ trước quý thầy qua có tới một gia đình Phật tử ở Seattle, thì có kể thì nghe một câu chuyện. Vì gia đình đó ở cạnh giải phố, bên này là một người Mỹ, bên này thì gia đình người Việt. Thì hôm đó chiều thứ bảy, trong gia đình người Việt đi làm về, cha mẹ con cái dọn cái bàn ở trước sân, ăn uống vui cười. Có bà Mỹ đứng bên cạnh, bà nhìn rồi bà khóc. Thấy bà khóc thì trong gia đình hoảng quá, tại sao ở bên cạnh mình mà người ta khóc? Thì chạy hỏi sao bà khóc, thì bà nói rằng thấy gia đình ông vui sum họp vui vẻ, còn gia đình tôi buồn quá, tôi tủi tôi khóc. Hỏi sao bà buồn? Thưa ông, tôi có đứa con 18 tuổi, bây giờ nó đi mất rồi. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái giá trị đạo đức, cái hạnh phúc gia đình nó ở chỗ nào? Ở chỗ mà vợ chồng biết thủy chung với nhau, phải không? Mà vợ chồng thủy chung thì con cái mới sum họp. Nếu vợ chồng mà không thủy chung thì con cái sao? Nó bơ vơ. Bơ vơ thì tự nhiên sự giáo dục cũng không có, tình cảm gia đình cũng không còn. Như vậy thì mới thấy rằng nếu chúng ta sống ở trong một cái thế giới văn minh thế này, tự do như thế này, rồi làm theo ý muốn cá nhân mình, để rồi đưa đẩy tới sự tan nát gia đình. Gia đình chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, sống với nhau ngày nào thì mừng ngày đó, thì hỏi còn tình thương không? Có tình thương không? Cho nên có người họ nói với tôi rằng ở bên này người Mỹ họ nghĩ có hai điều, họ lo lắng có hai điều. Một là tình, hai là tiền. Nghĩa là có vợ chồng mà không an lòng được sẽ lâu dài. Rồi họ lo ngày nay được cùng hòa hợp mà ngày mai chia ly không chừng. Như vậy sống có an ổn đâu, có vui không đó. Rồi còn tiền bạc thì dĩ nhiên ai cũng phải lo rồi, nhưng mà cái tình đó mới là cái quan trọng. Bởi vì chúng ta sống bên cạnh nhau mà không tin người đó với mình là chung thủy thì còn vui không, còn hạnh phúc không? Còn nếu mình tin rằng người đó là người bạn đời chung thủy với mình thì sống hòa vui, rồi lo cho con cái nên thân nên hình, thì như vậy mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Còn nếu sống mà đơn độc như vậy thì tới già sao chắc vô trại dưỡng lão, phải không? Rồi cảm thấy chừng đó mới thấy cái cô đơn của mình đó, cái đau khổ của mình, mà rồi cái trách nhiệm với con cái nó không tròn nữa. Cho nên nhìn qua cái điều đó, quý thầy mới thấy rằng thật dạy chúng ta là đệ tử Phật thì phải giữ năm giới, mà năm giới đó có giới không tà dâm, phải không? Tức là không ngoại tình,
với kẻ khác, nghĩa là tập sống thủy chung với nhau từ trước đến sau, để cho một cái gia đình được bình an, được hạnh phúc, con cái nên thân nên hình. Đó, quý vị thấy người ta hay khen ngợi gia đình của người Việt, của người Hoa, con cái học giỏi là tại sao? Là tại vì nó yên lòng cha mẹ ở nhà vui vẻ, có cơm ăn áo mặc, mình chỉ có việc học không thì không lo học làm gì nữa. Còn nếu mà cha mẹ nay còn mai giờ đổi thì lúc đó tâm hồn nó sao, nó đâu có an ổn mà học. Như vậy mới thấy rằng cái yếu tố đem lại những đứa con nên, những đứa con tốt từ ở cha mẹ. Như vậy thì người làm cha làm mẹ dù có những cái gì vui buồn với nhau, mình cũng phải giữ để làm sao còn cái tình thủy chung cho con cái mình nó có chỗ nương tựa. Như vậy thì con cái mình có chỗ nương tựa, học hành nên người thì đó là giúp cho cái xã hội hay, tốt. Còn nếu không có như vậy thì đó là đem tới cái chỗ không hay, không tốt. Rồi nó một mình đi học, rồi một mình tự lo. Đứa nào mà không có ý chí thì nó dễ nghiêng ngã rồi hư hỏng. Do đó cho nên cái ý nghĩa Phật dạy thật là thâm trầm, bắt buộc người chồng, người vợ phải có thủy chung với nhau để giữ cho gia đình êm ấm, đem lại cái tốt đẹp cho con cái mai sau. Thì đó là cái gốc. Mà nếu gia đình nào vợ chồng sống với nhau đến ngày già, rồi con cháu đầy đàn đầy lũ, học hành nên thân nên hình, được đầy đủ các cái khả năng để làm lợi ích cho xã hội, thì lúc đó quý vị vui không? Những ngày già nhìn thấy con cái như vậy có vui không? Đó. Còn những người mà cứ theo thỏa mãn cái tình cảm riêng tư, rồi tới già vô trại dưỡng lão con mình vui không? Đó. Mà bây giờ quý vị thấy già sống dai nhất chứ, không chết mà sống cô đơn như vậy, sống trong cái đau khổ, thấy không? Còn nếu chúng ta sống mà trên thuận dưới hòa, vợ chồng con cháu nó xung vầy thì cái đó là đẹp đẽ biết bao nhiêu. Những ngày già lại càng hạnh phúc, dù mình già mình yếu mà thấy con mình nó biết thương mình, thấy cháu mình tất cả đều học nên tài hết, thành tài hết, thì đó là cái nguồn vui lớn của mình. Đó, thì quý Phật tử có thấy chúng ta phải nhìn cho sâu, thấy cho tường tận cái vui nào là bền bỉ, lâu dài, chân thật. Còn cái vui tạm bợ chúng ta đừng mắc kẹt nó. Mắc kẹt nó là chúng ta trở thành con người đau khổ mai sau. Hiện tại thì thấy như vui mà mai sau là đau khổ. Đó là cái thứ hai. Thứ ba rồi, thấy không? Với thứ tư là dạy sao? Mình đừng có nói dối, đừng nói gạt, thấy không? Nhưng mà lên nay buôn bán dễ quá, có giá sẵn rồi, đâu nói gạt gì được. Thì như vậy thì cũng giữ giới nó dễ. Nhưng mà cái nói dối này, nó ở trong nó có cái thâm trầm. Người nào nói chuyện với mình mà lời nói của họ chân thật thì mình mới tin người ta được. Người nào nói chuyện với mình 5 lần 7 lượt xét ra thì họ nói dối thì người đó mình còn tin không? Và nếu không tin thì ngang đó trở thành ra cái tình thương nó lợt lạc. Như ở trong gia đình, con với cha mà con nói dối cha 5-10 lần cha cũng mất lòng tin. Mất lòng tin tức là cũng giảm tình thương đứa con. Như vậy thì chung quanh mình trong xã hội này, bạn bè, anh em mà nếu không giữ cái chữ tín, tức là nói thật với nhau, thì cái tình thương của gia đình, của xã hội nó bị suy giảm. Từ cái suy giảm đó, nếu mình sống giữa mọi người mà không ai tin ai hết là khổ hay là vui, thì sống như là cô đơn, phải không?
Vì vậy cho nên mình phải giữ cái chữ tín với mọi người. Mình nói cái gì là đủ cái giá trị của lời nói, bảo vệ cái giá trị đó, chứ không có bừa bước để lừa bịp nhau. Thì như vậy cái uy tín mình càng ngày càng tăng, những người xung quanh càng tin tưởng ở mình. Mà tin tưởng mình thì mình sống có tình có nghĩa với nhau. Rồi nếu thiếu cái đó là mất tình mất nghĩa. Đó là cái cũng rất là quan trọng. Giờ tới cái chót là cái gì? Uống rượu. Mà ở đây thì với cái nhìn của quý thầy, quý thầy thấy rằng hồi xưa chỉ có những cái rượu mạnh thôi mà. Như ở trong quê ở thì rượu đế rồi đó, các công si rượu vang rồi đó, toàn rượu mạnh. Còn bây giờ chế có bia rồi, nó hơi nhẹ hơi chút. Thì bây giờ nên giữ giới, không uống rượu mạnh và không uống sai. Uống sai đó nó có cả bia luôn. Bia mà uống ít ít thì được, uống nhiều sai. Bây giờ quý vị thấy uống rượu sai, khi vào bàn vào tiệc uống là vui ra buồn, cười hỉ hạ, thấy không? Nhưng mà tới sai rồi thì sao? Mất hết, nghĩa là tất cả như điên đảo. Mà bây giờ uống rượu mà lỡ lái xe thì sao? Chết ở tù đó. Đó. Thì như vậy những cái Đức Phật cấm đó nó có lý chưa? Nó rất là thiết yếu. Mà không những uống rượu mạnh, uống sai là tai hại, mà gần đây còn có những cái tai hại nữa là ăn phiện, xì ke, ma túy. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta phải giữ thêm nữa, không được uống rượu mạnh, uống sai, không được hút ớt phiện, xì ke, ma túy. Thì như vậy mới đúng là người Phật tử. Tại sao Phật lại cấm cái đó? Bởi hai lý do căn bản. Lý do thứ nhất là uống rượu mạnh sai thì nó làm cho mình khờ dại, mất trí tuệ, mất thông minh. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo trí tuệ. Mà nếu mình làm cho mất trí tuệ thì theo đạo nó không có hợp lý. Cái thứ hai nữa, khi sai rồi không còn phân biệt phải quấy, không còn biết sợ luật pháp, thì lúc đó miễn muốn làm thì cứ làm bừa bướng, gây tội lỗi không lường. Như ở quê những năm rồi, quý thầy nghe một việc rất là đau lòng. Ở trong cái tỉnh Bà Rịa gần Đại Tùng Lâm có bà cụ già, đứa con trai. Hôm đó nó đi chơi tới khuya mà chưa về, bà sốt ruột, bà ra cửa bà ngồi bà chờ tới khuya lắm, 11-12 giờ đêm nó về mà đi ngang nghiêng ngang ngửa. Bà tức giận mà chửi nó cái vô nó lấy dao chặt cổ bà đó. Bởi vì khi sai rồi nó không biết phải quấy gì, nó mới thấy cái tai họa của rượu. Nó khi người ta sai là điên cuồng, mà điên cuồng đâu còn biết phải quấy, việc gì nó cũng dám làm. Cho nên thấy cái tai họa đó là Phật cấm. Như vậy thì chúng ta giữ được năm điều Phật cấm đó, có phải là chúng ta bảo vệ cái sự an vui lâu dài, hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân mình không? Mà cái đó thì nó không có vui nhộn, phải không? Không có vỗ tay ầm ầm như ở trong cái sân đá bóng, phải không? Mà cái đó thật là cái vui, mà chẳng những vui cho cá nhân mình, vui cho gia đình, mà cũng là đẹp cho xã hội nữa. Như vậy thì người Phật tử khi chúng ta đi sâu trong đạo lý thì chúng ta mới thấy những lời Phật dạy là những cái thước vàng ngọc đo cái sự tốt đẹp của con người. Chúng ta năm điều mà giữ được bốn điều, còn sót điều thì có phải tốt trọn vẹn không? Kể cả như cái chót là cái rượu đó mà mình không bỏ được thì mình có thể tốt trọn không? Cái tội lỗi xảy ra lúc nào không ngờ, không lường trước được,
Cho nên giữ tròn năm giới là một cái bước tiến của người Phật tử. Vì vậy mà nếu người nào giữ tròn năm giới đó thì Phật gọi tu đó là tu cái gì? Tu đó là tu nhân thừa Phật giáo. Thì trong đạo Phật có chia nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, đó là ngũ thừa Phật giáo đó. Như vậy thì mình đi bước thứ nhất để tiếp lên con đường mà Đức Phật đã sắp đặt, từ thiên thừa, nhân thừa đến thiên thừa vân vân. Như vậy mà cái chỗ này mình không bước được thì bước thứ hai làm sao bước lớn. Nên cho nên cái căn bản là cái nhân thừa Phật giáo. Mà nhân thừa là sao? Là Phật dạy người tu được, giữ được tròn năm giới đó, đời này là một con người tốt. Khi chết rồi sẽ tiếp tục trở lại làm người mà còn tốt hơn nữa. Đó, thì trong kinh có nói nếu người giữ giới không giết hại người vân vân thì người đó đời sau trở lại làm người được tuổi thọ dài. Người giữ giới không có trộm cướp thì đời sau trở lại làm người thì làm ăn được tiền của, không bị hao mất. Người giữ giới không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Người giữ giới không nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Người giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không hút ác rượu xì ke ma túy, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì đời sau mình trở lại làm người, trong năm điều này quý Phật tử muốn mình thiếu cái gì không? Nếu mà được sống dài, được có của, mà xấu hoặc ai nấy không muốn nhìn, chịu không? Không được. Được có của, sống dài, có của đẹp mà nói ngọc nói liệu, chịu không? Không chịu. Bây giờ được bốn cái: sống dài nè, có của nè, đẹp đẽ, nói năng lưu loát, mà học bài không thuộc, chịu không? Như vậy thì năm điều đó là năm điều căn bản thiết yếu của một con người đời này kể cả đời sau. Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta chỉ lo cho hiện tại mà chuẩn bị luôn cho tương lai. Còn bây giờ chúng ta cứ theo cái vui tạm bợ, không biết cái gì là hay, cái gì là tốt, cái gì là kế lâu dài, rồi tới chừng lớn tuổi rồi hối hận sao kịp, phải không? Như vậy thì trong đây quý Phật tử có nguyện giữ năm giới tròn không? Nếu cái nào chưa tròn thì ráng nguyện lại nha, giữ cho tròn, vì thiếu một cái đời sau khổ, mà đời này cũng bị tới khiếm nước. Đó là cái vui đối với người Phật tử, là cái vui chân thật đó, thấy không? Cái vui đó nó không có ồn, nó không có nhộn, mà nó thầm lặng, từ từ chúng ta thấy. Nhất là quý Phật tử giữ tròn năm giới, gia đình được đoàn tụ vui vẻ, rồi trở về già nhìn thấy đàn con cháu nó đàng hoàng, nó xứng đáng, lúc đó mình mới thấy cái nguồn vui của mình. Ngược lại thì ai mà chạy theo cái dục lạc tạm bợ, rồi tới chừng già lại sống cô đơn trong trại dưỡng lão, chừng đó mới thấy cái khổ của mình. Như vậy thì cái con đường Phật dạy chúng ta là con đường an vui, hạnh phúc, bền vững lâu dài. Vậy mà có nhiều người coi thường, phải không? Đó là cái điều mà tôi nhắc cho quý Phật tử. Còn có cái điều thứ hai nữa, Phật tử chúng ta tu theo Phật mà quý Phật tử ít có thông cảm lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta tu hay Phật dạy chúng ta xin? Phật dạy tu mà Phật tử mình đi chùa cứ cúng rồi cái xin nè, Phật cho con cái này, Phật cho con cái nọ, xin cho mà chúng chịu tu. Đó,
Bởi vậy cho nên giá trị Phật dạy thì nó cao siêu, nó chân thật, mà người đi chùa lâu vẫn không có hưởng được cái cao siêu chân thật đó. Cho nên bây giờ nhắc lại cho quý Phật tử nhớ, trong kinh Phật có dạy rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Phật không ban phước xuống quả, nhưng mà Phật làm gì mà chúng ta đổi ơn Ngài nhiều vậy? Thì Ngài nói rằng ta là bậc đạo sư. Đạo sư là sao? Là ông thầy dẫn đường, chỉ đường, biết cái này là xấu, cái này là hại, chỉ tránh. Biết cái này là tốt, cái này lợi ích, chỉ cho chúng ta làm. Chỉ cái dở để chúng ta tránh, chỉ cái hay để cho chúng ta thực hành. Đó là bậc đạo sư, chứ không có ban phước xuống quả. Bởi vậy nếu ban phước xuống quả thì Phật không giải lý nhân quả. Thấy không? Nhân quả thì đâu có ai cho mình được. Mình tạo nhân lành thì mình hưởng được quả lành, mình gây nhân ác thì mình mới chịu quả ác, chứ Phật đâu có chen vào trong đó. Nói cái ví dụ gần nhất, như quý Phật tử tin Phật rất sâu, mà bây giờ có việc phải đi đâu xa, cái thì lên trước bàn Phật thắp hương nguyện Phật từ bi gia hộ cho con đi đường được bình an, đó là tốt quá rồi. Nhưng mà khi ra đường có ai đó nói gì trái ý cái chữ lộn của họ thì bình an không? Như vậy thì Phật là sao can thiệp được gì đó, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta cứ xin Phật giúp cho chúng ta an mà chúng ta không dẹp bớt nóng giận, không dẹp bớt tham lam dần dần, thì làm sao chúng ta an? Mà tu là dẹp bỏ những cái xấu của mình, thì cái xấu mình dẹp bỏ thì gọi đó là tu. Mà tu như vậy thì mới an chứ, phải không? Bây giờ kiểm lại quý Phật tử, xin nhiều hay tu nhiều? Xin nhiều hay tu nhiều? Xin. Như vậy thì rất là đáng thương. Ông Phật ngồi trên bàn chắc ông cũng buồn lắm. Mình dạy một đàn là để tử phải làm ngã, dạy phải tu mà không chịu tu, cứ xin nè. Đó, thì như vậy mới thấy rằng chúng ta là đệ tử của Phật mà không nghe lời Phật dạy. Bây giờ quý Phật tử thấy không bao giờ có cái quả mà không từ nhân mà ra, phải không? Nhưng chỉ có cái điều là cái quả đó hay là cái nhân đó gần hay xa thôi. Gần thì mình thấy, xa thì mình quên. Quên nói, có nhiều người hay thắc mắc, nói Phật dạy mình tạo nhân thì mình phải chịu quả. Nhưng mà có người sao ăn ở hiền lành quá mà thấy họ vẫn nghèo khổ. Còn có những người mà gian ác quá mà sao họ lại sung sướng, giàu sang. Hả? Tại sao vậy? Thì như vậy nhân quả có đúng hay không? Quý Phật tử nghĩ sao? Bởi vì nhân quả Phật dạy ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ không phải chỉ có đời này thôi. Cho nên quý thầy ví dụ như trong giải phố ba cái nhà, có cái nhà ở giữa đây họ bán, thế có người khác tới họ mua. Khi họ mua cái nhà này thì về đó họ làm ăn cần mẫn, thấy có tiền bạc vô đều đều, nhưng mà cuối năm cho lại hỏi anh làm ăn năm này có dư giả nhiều ít, thì ông ấy lắc đầu nói không, tôi còn thiếu nợ. Thì chúng ta tin không? Tại sao làm ăn khá giả mà lại thiếu nợ? Thì hỏi ra biết tại vì vay tiền mua nhà, bây giờ làm ăn khá mà trả chưa đủ hút thì không mắc nợ. Ngược lại có người khác mua cái nhà kế về làm ăn lơ mơ lôi thôi thôi, không có siêng năng, không có kết quả nhiều, nhưng mà cuối năm lại hỏi anh năm nay làm ăn như vậy mà còn có dư giả không, thì nó còn. Thì chúng ta tin không? Thì không tin được. Nhưng hỏi ra thì anh
hồi xưa dốt nhiều, dư giá, mua nhà còn thừa tiền, cho nên làm chưa có bao nhiêu nhưng mà không có thiếu, còn dư. Như vậy thì chúng ta cứ nghĩ trong năm này, trong thời gian này mà đoán định thì được trúng hơn. Nó chặt rồi, nhân quả tới ba thời, quá khứ nữa, mà đó là sự thật. Chứ rồi mình cứ thiển cảm nè, bây giờ làm được chút lành nào, cái thấy có cái tai họa, cái xấu xa gì tới mình, tôi làm lành quá mà sao xảy tai nạn hoài, phải không? Nợ trước còn phải trả đi, vui vẻ mà trả, đừng có trách. Còn nếu mà những người họ làm xấu, làm ác mà họ vẫn được hưởng sung sướng thì mình biết đó là trước họ đã khéo tu một chút, bây giờ không tu thì sao? Sao? À, như hai cái người đó, anh chàng làm cuối năm mà còn thiếu, nhưng mà anh siêng năng làm, có tiền bạc vô đều đều, thì chừng 3-4 năm sau anh sẽ sao? Anh sẽ dư. Còn anh chàng lôi thôi này, bây giờ tiền còn dư, mà nếu lôi thôi chừng ít năm nữa thì sao? À, thì sẽ thiếu. Vậy chuyện đó là công bằng, là sự thật, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Nhưng mà tại vì chúng ta đòi hỏi cái gì phải có liền, phải không? Muốn làm gì cũng có liền. Cho nên nhiều khi quý Phật tử đem một món quà tặng cho ai, người đó nhận mà làm thinh không cảm ơn, cái vui không? Không có vui rồi, nó phải cảm ơn liền mới được. Nhưng mà phải có khi ta thầm nhận, mang ơn mà không nói là lời, thì cái đó chờ cơ hội người ta mới thi thoát. Cái này đòi cảm ơn cái đã. Thì bởi vậy cho nên chúng ta đòi cái gì cũng phải thấy liền, biết liền chúng ta mới vui. Còn nó sâu lắm thì chúng ta khó thấy, khó thấy thì không chịu. Vì vậy cho nên người Phật tử hiểu đạo lý cho sâu, biết rõ ràng như vậy thì trên đường tu mình không có sai. Bây giờ tôi nhắc lại hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta học Phật thì chúng ta phải tu, phải không? Nói tu theo Phật, chứ có người nào nói tôi xin Phật không? Là tu, tu thì phải sửa cái xấu, cái dở phải chừa, cái hay, cái tốt mình phải làm, thì đó là mình tu. Còn nếu mà mình tới xin hoài mà xin thì nó ra hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất, xin không được thì nó Phật không thương, thế là không, Phật không thương hết muốn theo Phật nữa đó, tức là dễ bỏ đạo. Cái thứ hai nữa, Phật ở đây không linh, nghe bà gì ông gì đó linh cái thì sao, thì lại đó xin lạc ra ngoại đạo đó. Như vậy đó là một cái tai nạn mà không biết. Cho nên chúng ta tu theo Phật phải nhìn cho đúng, hiểu cho rõ thì mới có lợi ích. Chứ còn tu mà lơ mơ như vậy, cứ xin hoài không được, cái chừng đó thối tâm rồi, cho Phật không có ích lợi gì cho mình. Không phải vậy, vì đạo Phật rất là thâm trầm. Nghĩa là chúng ta theo đạo Phật, nhớ cái câu vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó, phải không? Giáo pháp của Phật rất là vi diệu, nhiệm màu, mà nó sâu xa, chứ không phải nó nông nổi cạn kẽ. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, nhớ rồi ứng dụng cho đúng thì đời chúng ta không khổ, chẳng những hiện giờ không khổ mà mai kia cũng được vui hơn. Như vậy đó là cái kế lâu dài. Bây giờ quý Phật tử cứ nhìn lại hai gia đình, một gia đình thì cứ 2-3 năm đổi người chồng người vợ, rồi tới già thì gia đình nó sao? Còn gia đình mà vợ chồng thủy chung với nhau tới già thì sao? Hai cái thì thấy rõ ra cái khổ cái vui, thấy không? Như vậy thì cũng vậy, chúng ta không xin Phật cho mà chúng ta cứ làm những điều lành, điều phải. Mà nếu mình làm điều lành, điều phải thì chung quanh mình ta mến mình, thì mình có cái tai nạn hoặc mình thiếu thốn người ta giúp, thì cái phải, cái lành đó nó ngầm còn ở trong cho nó mất. Chỉ chờ cơ hội thì nó hiện ra, chứ mình đòi thấy liền không được. Mà người Phật tử mình hơi nóng lòng, đòi thấy liền, không thấy liền thì mất lòng tin. Đó là cái sai lầm. Cho nên hiểu được đạo lý chân chính thì quý Phật tử nắm vững giai đoạn đầu Phật
bảo chúng ta phải giữ năm giới, đó là chặn đứng, đừng cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi, thấy không? Bây giờ giữ năm giới, quý vị thấy những tội lỗi trầm trọng thế gian chúng ta có phạm không? Không phạm. Đó là giữ mình khỏi rơi xuống hố tội lỗi. Chặn thứ hai, Phật dạy mình phải tạo cái nhân lành để rồi được cái quả lành. Đó. Như vậy đó là tu nhân quả. Chỉ hai cái đó mà Phật tử đủ lòng tin thì trên đường tu tôi tin rằng sẽ an ổn, sẽ lâu dài, hạnh phúc cho đời này, hạnh phúc luôn cho đời sau nữa. Như vậy cái đó là cái vui gì? Đó là cái vui chân thật, phải không? Còn tất cả cái vui tạm bợ thế gian nó không có giá trị gì hết. Nghĩa là đùa một chút rồi qua, mà vui trong cái khổ thì chúng ta đừng mắc bẫy nó, thấy không? Đừng mắc bẫy nó rồi uổng phí một cuộc đời. Tôi nói nhiêu đó, quý Phật tử đủ tu chưa? Đủ tu thôi, nhiêu đủ tu ha. Rồi khi khác thì nhắc thêm, bởi vì học Phật pháp nghĩa là cần thấm nhuần rồi ứng dụng, chứ không phải càng hiểu thêm nhiều mà không có biết tu. Thì tôi thực tế lắm, nói cái gì phải làm cho được, chứ không nên nói để hiểu rồi nói cho lưu loát mọi người nghe cho hay mà không hành được cái gì hết thì tôi không thích. Như vậy thì quý Phật tử hiểu ráng ứng dụng hai điều giùm tôi. Điều thứ nhất là giữ năm giới thôi. Điều thứ hai là nhớ nhân của mình tạo, lành thì hưởng quả lành, chỉ sớm như muộn thôi. Nhân mình tạo dữ thì bị quả dữ, cũng sớm muộn thôi, chứ không mất. Đó là cái lẽ thực. Quý vị ráng tin và ráng tu. Nam mô Phật của Sư Thích Ca Mâu Ni.